Có lẽ cái tên Juan Laporta đã không còn là một điều gì đó quá xa lạ với người hâm mộ Barcelona, nhưng là những người đã đi cùng với đội bóng này trong thời kỳ hoàng kim của họ ở giai đoạn 2008-2009. Thực sự, khi xét đến những gì mà Juan Laporta từng làm được trong nhiệm kỳ của ông, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể yên tâm rằng ông sẽ thành công, thậm chí rực rỡ hơn người tiền nhiệm Bartomeu trên cương vị chủ tịch Barcelona, chức vụ mà ông vừa tái đắc cử. Vậy, Juan Laporta là ai? Ông đã làm được những gì cho Barcelona trong quá khứ? Và trong tương lai, con đường nào sẽ dành cho ông? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Những năm đầu đầy sóng gió. Lần đầu tiên người ta biết đến cái tên Juan Laporta đó là mùa giải 97-98. Ông cùng một nhóm cổ động viên lâu năm quyết định lập ra một hội nhóm mang tên Le Fan Blanc, trong tiếng Catalan có nghĩa là voi xanh, nhằm chống lại đương kim chủ tịch Josep Lluís Nunes. Dù trong khoảng thời gian Nunes dẫn dắt Barcelona, ông đã đem về khá nhiều thành công. Dẫu vậy, vẫn có vài thành viên cảm thấy bất mãn với vị đương kim chủ tịch, thậm chí cảm thấy ban lãnh đạo của ông thiếu minh bạch. Chính vì vậy, Juan Laporta và Le Fan Blanc được lập ra nhằm giúp họ thể hiện ý kiến của mình. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng đi tới đâu. Sau nhiều năm gặp phải sức ép từ dư luận, rốt cuộc Nunes cũng đã phải từ chức vào năm 2000, chấm dứt triều đại 22 năm. Phó chủ tịch Juan Gaspar chính là người thay thế. Những năm tháng suy tàn như thời Gaspar. Để hiểu rõ lý do vì sao Juan Laporta được chọn làm chủ tịch của Barcelona sau đó 3 năm, chúng ta cần phải nhìn vào nhiệm kỳ của Gaspar. 3 năm của Gaspar là 3 năm Barcelona gặp phải những vấn đề về tài chính, xuất phát từ sự kém cỏi trong công tác quản lý kinh tế. Thay vào đó, những chiến lược chuyển nhượng sai lầm cùng với thành tích kém cỏi trên sân đã khiến Barca lâm vào cảnh trắng tay lần đầu tiên kể từ năm 99. Cũng trong khoảng thời gian này, Barcelona phải thay đến 4 huấn luyện viên trong vòng 3 mùa, tiêu tốn đến 150 triệu euro, một con số xét đến thời kỳ này sẽ là 200 triệu euro với 16 cầu thủ khác nhau. Cũng theo nguồn tin từ Barcelona, trong năm cuối cùng của Gaspar, doanh thu của câu lạc bộ chỉ đạt 123,4 triệu euro, ít hơn một nửa so với Manchester United thời điểm đó. Quỹ lương của Barcelona khi đó cũng chiếm đến 80% ngân quỹ, khiến câu lạc bộ phải chịu lỗ đến 72 triệu euro và nợ 186 triệu euro. Gaspar từ chức vào tháng 3 năm 2003, khi Barcelona đang cách vị trí xuống hạng 2 điểm. Khi đó, Juan Laporta chính thức bước vào công cuộc đại cải tổ. Ngựa ô trong cuộc đua giành ghế chủ tịch. Juan Laporta thực sự là một chú ngựa ô của kỳ bầu cử năm 2003. Người tranh cử cùng với ông năm đó là Sandro Rosell, người sau này cũng trở thành chủ tịch vào năm 2010. Chiến dịch của họ được xây dựng dựa trên hình ảnh của một thế hệ trẻ trung, sẵn sàng thay đổi câu lạc bộ theo chiều hướng tích cực, dù khi đó ít được biết tới. Vị cựu luật sư vẫn được nhiều người hâm mộ Barcelona ủng hộ sau khi nhận được sự ủng hộ từ thánh Johan Cruyff. Thêm vào đó, Juan Laporta cũng sẽ hứa mang David Beckham về với sân Camp Nou. Vào tháng 6 năm 2003, Laporta chính thức trở thành chủ tịch của Barcelona sau khi giành được tỷ lệ phiếu bầu lên tới 52,6%. Tuy nhiên một vài ngày sau đó, Beckham lại chuyển đến Real Madrid thay vì Barcelona như lời hứa của vị tân chủ tịch. Thách thức mới. Thách thức mới chính là khẩu hiệu cho chiến dịch của Juan Laporta, một chiến dịch dựa trên kế hoạch xây dựng lại đội bóng, cả về mặt kinh tế cũng như hình ảnh, qua đó giúp El Blaugrana một lần nữa trở thành bá chủ của bóng đá thế giới. Là một người Catalunya chính hiệu, Laporta cũng rất chăm chú đến định dạng của câu lạc bộ. Chính vì vậy, ông đã đặt mục tiêu đưa Barcelona trở thành một biểu tượng của xứ Catalunya. Laporta cũng có được cơ hội thay đổi cách vận hành của đội bóng. Nhờ đó, Barca có được thành công như một ban lãnh đạo đầy chuyên nghiệp và hiểu rõ các vấn đề về kinh tế. Lần đầu tiên trong lịch sử Barca, những nhà kinh doanh, giới marketing cùng những ngành nghề khác chiếm trọn bộ máy lãnh đạo của Barca. Có thể nói, chính nhờ kiến thức cũng như sự chuyên nghiệp của họ mà Barca mới có được một tương lai tươi sáng hơn. Chiến lược kinh doanh của Juan Laporta dựa khá nhiều vào một vòng luân chuyển tích cực. Cụ thể, theo Laporta, thành tích tốt ở một mặt của đội bóng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những mặt khác, tạo ra những phản ứng dây chuyền trong tương lai. Laporta cũng cố gắng cải thiện cách giao tiếp với người hâm mộ, thể hiện qua việc ông thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ ở một vài địa điểm, qua đó giúp họ gần gũi với người hâm mộ hơn. Những cái tên mới. Khi Juan Laporta lên nắm quyền, ông cũng đem về hàng loạt những cái tên mới. Bên cạnh đó là một huấn luyện viên mới, Van Rijkaard. Sau khi thất bại trong việc đem về David Beckham như đã hứa, vị chủ tịch của Barca quyết định ký hợp đồng với thần tượng bóng đá Brazil thời điểm đó, Ronaldinho và hậu vệ Rafael Marquez. Hai người sau đó trở thành huyền thoại của sân Camp Nou. Cũng trong những năm tháng sau đó, lần lượt những Deco, Samuel Neto, Thierry Henry gia nhập Barcelona. Tất cả đều là những cái tên đã mang về thành công cho được chủ sân Camp Nou. Là một người hâm mộ Johan Cruyff, ông luôn muốn được Barca trở về với cội nguồn của mình,
đó là triết lý Johan Cruyff và lò đào tạo La Masia danh tiếng. Điều này cũng nhằm chống lại mô hình Galacticos của Real Madrid, một mô hình dựa vào những cái tên đắt tiền thay vì tập trung vào đào tạo trẻ. Chính mùa đầu tiên của ông, Andres Iniesta và Victor Valdes đã được đôn lên đội một thi đấu. Johan Cruyff cũng trở thành cố vấn không chính thức của ông và là người đã khuyên Juan Laporta nên đem Fonseca về sân Camp Nou. Thời kỳ của Fonseca. Phải mất một mùa giải trầy trật nữa, đội bóng đỏ lam mới có được thành công. Với một đội hình tươi trẻ cùng Fonseca, Barcelona vô địch La Liga lần đầu tiên sau 6 năm trong mùa giải 2004-2005, cùng với đó là siêu cúp Tây Ban Nha. Dù có được thành công lớn, 5 thành viên trong ban lãnh đạo vẫn từ chức vào năm đó, trong đó có Sandro Rosell, trưởng ban cố vấn, một phần vì họ không hài lòng với định hướng của câu lạc bộ, cũng như việc Juan Laporta đang dần thay đổi. Dẫu vậy, kế hoạch của Laporta vẫn đạt được rất nhiều thành công khi quỹ lương của Barcelona chỉ còn chiếm 49% ở mùa giải 2005 so với 80% ở mùa giải 2003. Theo vào đó, số lượng hội viên tăng lên 20% so với những năm trước. Trong mùa giải 2005-2006, nhờ vào bộ đồ tấn công Ronaldinho và Samuel Neto, đội bóng này vô địch được Champions League, siêu cúp Tây Ban Nha và bảo vệ được danh hiệu La Liga. Họ cũng đánh bại Real Madrid 3-0 ngay tại Bernabeu, qua đó chính thức khẳng định vị thế của mình trong thế giới bóng đá. Mùa hè 2006, nhiệm kỳ đầu tiên của Juan Laporta chấm dứt sau khi thẩm phán quyết định 8 ngày đầu tiên của ông nắm quyền vào năm 2003 sẽ được tính là 1 năm. Tuy nhiên, Laporta nhanh chóng tái đắc cử sau khi các ứng viên khác không thể có được số phiếu bầu cần thiết để đánh bại ông. Thời kỳ hoàng kim Pep Guardiola. Mùa đầu tiên của Pep Guardiola chính là mùa giải thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Nhờ lối đá tiki-taka trứ danh, Barcelona đã thống trị châu Âu trong một khoảng thời gian khá dài. Cụ thể, trong khoảng thời gian hoàng kim này, Barcelona giành được cú ăn ba, La Liga, cúp nhà vua và Champions League. Trong đó, nổi bật nhất là chiến thắng 6-2 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu, cùng với đó là chiến thắng 2-0 trước Manchester United ở trận chung kết Champions League. Cũng trong mùa này, hàng loạt những cái tên như Xavi, Busquets, Iniesta và đặc biệt là Lionel Messi đã gây dựng được danh tiếng của mình trên đấu trường quốc tế. Thật sự, đây là một mùa giải mà người hâm mộ Barcelona mãi mãi không bao giờ quên. Thành công tiếp nối thành công khi Barca trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành được cú ăn 6 sau khi họ giành được cả 6 danh hiệu chỉ trong vòng 1 năm. Messi un club hơn cả một câu lạc bộ. Juan Laporta biết rất rõ sự quan trọng của câu khẩu hiệu này. Trong tiếng Catalan, nó có nghĩa là hơn cả một câu lạc bộ. Chính vì vậy, ông đã cố gắng hết mình đi theo khẩu hiệu đó. Đầu tiên, Laporta không hề tăng giá vé vào cổng. Cụ thể, trong quyển sách Who Owns Football? Ai sở hữu bóng đá? Được xuất bản vào năm 2011. Mức giá thấp nhất cho vé cả mùa 2016 của Barcelona chỉ là 69 bảng Anh, một con số rất thấp so với mức giá 885 bảng Anh cho vé đến sân của Arsenal. Ở thời điểm 2006, Barcelona là một trong số ít nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu không có nhà tài trợ, một điều vẫn luôn là niềm tự hào của người hâm mộ Amblorana. Mùa giải đó, Barca quyết định ký hợp đồng với UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh đó, họ cũng đồng ý hiến tặng cho tổ chức này 1,5 triệu euro mỗi năm. Thực sự, đây không phải là một chiến lược quảng cáo thường thấy. Qua đó, chúng ta thấy được lối tiếp cận của Juan Laporta, một lối tiếp cận đại diện cho những giá trị tuyệt vời nhất của câu lạc bộ sọc đỏ lam này. Những lời hứa của Laporta sau khi tái đắc cử ghế chủ tịch lần thứ 3. Các thông tin từ AS, chiến dịch của Juan Laporta cho chức chủ tịch Barcelona giai đoạn hiện tại khá đơn giản. Chúng tôi là một nhóm cổ động viên Barca với những ý tưởng của tương lai và có đủ kinh nghiệm để thực hiện nó. Ông cũng hứa sẽ tập trung vào những vấn đề xã hội và con người, cũng như các cầu thủ trên sân và cả vấn đề kinh tế. Laporta cũng hứa sẽ mang trở lại niềm tin vào các sản phẩm từ lò La Masia, đồng thời khẳng định sẽ giữ chân thành công Lionel Messi. Ai sẽ là huấn luyện viên mới? Ronald Koeman đã chia sẻ với trang tin AS rằng ông đang chán ngán với những câu hỏi xung quanh tương lai của mình, đồng thời cho biết Koeman rất vui khi cuộc bầu cử đã kết thúc và ông đang chờ trao đổi với vị chủ tịch mới về tương lai. Dù Barcelona vẫn chưa tìm ra được một cái tên mới, có cảm giác Ronald Koeman sẽ khó có thể giữ ghế của mình ở mùa giải sau. Theo trang tin AS, Juan Laporta đã nghĩ đến việc đưa Mikel Arteta về để thay thế, một quyết định dựa trên việc ông đã từng thành công với một cựu tiền vệ khác ở lò La Masia, Pep Guardiola. Liệu Barcelona có thể cải tổ được đội hình? Theo AS, tình hình tài chính ảm đạm của Barcelona sẽ khiến việc ký kết hợp đồng với cầu thủ mới trở nên hết sức khó khăn. Tuy nhiên, ưu tiên của Laporta vẫn là lò La Masia, cũng như việc giữ chân Lionel Messi. Cũng theo Laporta,
nếu như bầu cử châu, Laporta sẽ tìm cách thuyết phục huyền thoại người Argentina ở lại Camp Nou. Khi xét đến việc Messi tỏa sáng ở nhiệm kỳ đầu của Laporta trên ghế chủ tịch, trong đó có việc giành được hai danh hiệu Champions League dưới thời Frank Rijkaard và Pep Guardiola, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng lời hứa này của Laporta không phải chỉ là một lời hứa suông. Có lẽ có những luận điểm vừa chia sẻ trong video này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một thời kỳ mới sẽ được mở ra dưới tay của Juan Laporta. Barcelona sẽ trở lại với hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ hơn cả một câu lạc bộ, một hình ảnh mà họ đã từng thể hiện trong giai đoạn hoàng kim nhất lịch sử đội bóng.